Chào cả nhà, Nga đang đứng tại bãi biển Hawaii của Mỹ. Wow, cảm giác rất là tuyệt vời. Đây là nơi dành cho những người đẳng cấp nhất và đang đón chào hơn 200 anh chị tư vấn viên xuất sắc và ngôi sao của Budenso đạt chương trình Star Club 2021. Vô cùng tuyệt vời, vô cùng ý nghĩa, một trải nghiệm vô cùng thích thú. Tôi rất là bất ngờ và được hưởng thụ với những điều tuyệt vời nhất của Prudential. Tất cả chúng ta hãy đến với những chương trình Star Club Prudential nhé. Bởi vì ngay kể cả tổng giám đốc cũng là người lái xe trên chiếc xe đấy. Tổng giám đốc của chúng ta lái xe rất là lụa. Aloha, chào mừng tất cả các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý đã đến chiếc xe limousine đặc biệt nhất tại Hawaii. Và Prudential đến đón mình trong một cái không khí thực sự là không thể hình dung nổi. Có anh Minh, chúng mình sung sướng. Quý của năm này, các anh chị mình đã làm việc vô cùng nỗ lực, đặt mình vào một cái thế là
nó là một cái gì đó thật sự là xứng đáng, nó mang lại một cái trải nghiệm và một cái sự tôn trọng tuyệt đối. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt ở ngày hôm nay.